Lê Động kính chào khán giả của Đài Truyền hình SCT. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự 247 với Đỗ Dũng. Thưa quý vị, sự kiện chấn động chính trị thế giới và Hoa Kỳ trong tuần qua, đó là hôm thứ Sáu vừa rồi, Tổng thống Donald Trump xác nhận ông và đệ nhất phu nhân Melania Trump bị dương tính COVID-19. Câu chuyện này có thể nói là nó có thể sẽ ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Tổng thống trong năm nay. Có điều là ảnh hưởng như thế nào, bao nhiêu thì chúng ta còn phải chờ. Nhưng nó có một số vấn đề có thể làm cho nhiều người lo ngại, không những ở Hoa Kỳ mà cả bên Trung Quốc. Thì để nói sơ sơ cho quý vị biết nó như thế này. Trong tuần vừa qua, Tổng thống Donald Trump ngày hôm thứ Ba đi đến Cleveland, tiểu bang Ohio để tham dự cái buổi tranh luận với ông Joe Biden. Sau đó ông đi về và ngày hôm sau thứ Tư, ông đi đến thành phố Duluth ở tại tiểu bang Minnesota để vận động tranh cử. Rồi ông đi về và ngày thứ Năm ông lại đến cái câu lạc bộ đánh góp của ông ở tại thành phố Bedminster, tiểu bang New Jersey để gây quỹ. Và đến ngày thứ Sáu thì ông bị dương tính COVID-19. Thì trong những cái người mà đi với ông thì có cô Hope Hicks là cố vấn thân cận của ông. Cô này đi đâu, ông đi đâu là cô này cũng ở bên cạnh. Ngay cả đi chung Air Force One và cả Marine One luôn, ta từ trong tòa Bạch Ốc mà đi ra ngoài ở căn cứ Andrew Air Force B, rồi lên máy bay, rồi đi, rồi lúc về, nói chung là đi chung. Thì cô này đến ngày thứ Tư trên chuyến bay từ ở tại Minnesota về, trên đường về cô có dấu hiệu là COVID-19. Thì trên máy bay Air Force One người ta đã cô lập cô để cô ở riêng một phòng. Thì đến khi mà về tại ốc đó là ngày hôm sau là ngày thứ Năm là cô thử liền. Thì khi mà cô thử đó là cô bị dương tính. Thì trong khi đó cái ngày thứ Năm á, Tổng thống Donald Trump đó đi đến Bedminster thì cô không được đi. Bởi vì biết là cô bị bệnh và có triệu chứng. Và những người nào ngồi gần cô trong cái chuyến đi đó cũng không được đi đến Bedminster. Chỉ có Tổng thống Trump đến thôi và ông đến ông gây quỹ. Nhưng mà chiều thứ Tư ông đi về là ông đã có dấu hiệu mệt mỏi rồi. Đây là chính ông Mark Meadow, tránh văn phòng tòa ốc cho biết. Và đến ngày thứ Năm sau khi ông ở Bedminster về thì qua ngày thứ Sáu coi, ngày thứ Năm ông về thì coi như là rõ ràng là ông sốt, lạnh sơ sơ. Và thử thì ông bị dương tính. Và qua ngày thứ Sáu thì ông đã được đưa vào bệnh viện quân y Walter Reed ở tại thành phố Bethesda, tiểu bang Maryland, và sẽ làm việc ở đó. Nói chung công việc lãnh đạo nước Mỹ không có gì thay đổi cả. Tất cả không gì thay đổi, chỉ có điều là đưa vô bệnh viện. Và ông có nói, ông gửi ra một cái video clip, ông bảo rằng là tôi vô đây là vấn đề là để đề phòng bất chắc xảy ra, chứ thực sự tôi vẫn khỏe mạnh, không có chuyện gì cả. Đây quý vị nghe cái đoạn video sau đây. I want to thank everybody for the tremendous support. I'm going to Walter Reed Hospital. I think I'm doing very well, but we're going to make sure that things work out. The First Lady is doing very well. So thank you very much. I appreciate it. I will never forget it. Thank you. Và ông, thưa quý vị, thấy ông nói là ông tôi khỏe mạnh, đệ nhất phu nhân khỏe mạnh, nhưng chúng tôi đi vào bệnh viện để mà đề phòng thôi chứ không có gì cả. Thế thì cái người ta bắt đầu lo ngại là lo ngại cho cái chuyện chính trị của ông, là bởi vì đúng ra ngày thứ Sáu là ông phải đến Florida để vận động tranh cử và coi như hủy. Và bây giờ cái cuộc tranh luận giữa ông và ông Joe Biden vào ngày 15 tháng 10 tới đây ở tại Miami, và nó sẽ là một cái dạng gọi là town hall meeting. Thì không biết là có thực hiện được không, bởi vì như vậy là ông bị là ngày 2 tháng 10 hoặc là 1 tháng 10 tùy theo chúng ta tính. Và theo nguyên tắc là phải cách ly 14 ngày, thì không biết kịp ngày 15 hay không. Nhưng mà đây là những cái mà ban vận động của ông lo ngại, là tất cả các cái cuộc mà vận động ngoài trời bây giờ coi như hủy bỏ hết. Mà coi như là ông Trump ông có cái lợi thế là khi đi đến đâu ông thích những đám đông. Đó, ông thích những đám đông, chẳng hạn thứ Tư vừa rồi ông đến Duluth ở tại tiểu bang Minnesota, đậu cái trực thăng Air Force One xuống đó làm sân khấu lộ thiên. Mấy ngàn người ngồi, đi tới đâu là mấy ngàn người, cả chục ngàn người theo tới đó. Mà đa số làm ngoài trời, ông đi liên tục như vậy để vận động tranh cử. Bởi vì theo những cái thăm dò dư luận thì ông đang bị thua ông Biden. Đó. Và nếu ông tin rằng ông tiếp tục làm thì có thể ông thắng. Đó. Thế nhưng bây giờ không thể làm được những chuyện đó. Nếu trong những ngày tới có vận động thì chỉ vận động giống như ông Joe Biden, bằng cách là ngồi tại chỗ và làm qua truyền hình. Mà làm qua truyền hình thì ông Trump làm dở lắm. Ông cứ nói chuyện mà không có người đứng trước mặt là không nói được. Quý vị thấy đó. Nhà đó sẽ là cái bất lợi cho ông. Mà ban vận động của ông cũng đang lo ngại. Và ngay cả những người ủng hộ ông cũng đang lo ngại. Đó, đó là cái chuyện thứ nhất. Mà chúng ta thấy cái chuyện thứ hai. Khi mà anh đi không được như vậy á, thì anh không có gây quỹ được. Bởi vì đúng ra là theo dự trù luôn là thứ ba tuần này
ông sẽ đến Los Angeles và Orange County để gây quỹ chứ không phải có một sự kiện công cộng. Thì thường tổng thống đi đó, hoặc là ông đi vận động thì là không có tiền, đúng không? Vận động là kêu gọi công chúng tới rồi thu hút truyền thông tới thôi. Còn đi gây quỹ là không có công chúng, chỉ đến một nơi nào đó riêng tư, đến nhà ai đó hay đến một cái cơ sở nó nhỏ, vài trăm người, vài chục người đến thôi, rồi tôi đóng tiền. Giống như ở Westminster hôm thứ năm vừa rồi, ở cái golf club của ông là 100 người, 100 doanh gia đến đó và ông thu tiền. Bởi vì sao? Tiền bây giờ cũng bị ít hơn ông Biden nữa. Đó, thành thử ra nó cũng có cái trở ngại cái chỗ đó. Tức là trong 14 ngày tới mà nếu ông không đi ra ngoài được thì không có góp tiền được. Ngoài những chuyện góp tiền trên internet thì họ vẫn làm. Nhưng mà ông đi đến đâu mà gặp những doanh gia là, thưa quý vị biết, một cái bàn vô gặp tổng thống là cả 10.000, 20.000 là chuyện thường. Đúng không? Thì cái đó đó, bây giờ cái ông thống đốc mà Murphy của tiểu bang New Jersey đó, hôm thứ 6 rồi, bây giờ ông đang kêu người đi kiếm cái 100 người vào hôm thứ 5 dự cái buổi và gây quỹ của ông Trump đó, để coi doanh có lây lan ở đâu hay không. Đó, nó cũng có trở ngại cái đó. Đó. Thì đó là hai cái trở ngại của tổng thống Donald Trump. Thứ nhất, ông không gặp được các cử tri của ông. Mà ông, quý vị coi những cái cuộc mà vận động của ông rồi đó. Nghĩa là ông gặp cử tri ông là kinh hoàng lắm. Nghĩa là phải nói rằng là người ta đến rất là đông đảo. Bác có thể cho coi một trong hai cái video đầu phần A đó để cho bà con coi là ông đi vận động là người ta đông như thế nào. Đó. Thành ra thưa quý vị, hai chuyện bị bất lợi. Thứ nhất là không gặp được cử tri trực tiếp. Mà quý vị biết ngay cả ông Joe Biden đó, sau cái cuộc vận động đó bên Đảng Dân Chủ ép ông là bây giờ ông phải đi ra ông gặp cử tri trực tiếp. Chứ ông cứ làm ở nhà không, nó không có khí thế. Đây thưa quý vị, ở thành phố Duluth ở tại Minnesota, quý vị nghe cái đoạn sau đây thấy khí thế như thế nào. 34 days from now we're going to win Minnesota, we're going to go and win four more beautiful years in the White House and do more than anybody's ever done before from the White House. We're looking to set records. I really enjoyed last night's debate with Sleepy Joe. I brought those hats out here because Minnesota's a little on the windy side. And like a genius, I sent them all out and I'm getting blown to pieces, and that's fine. That's okay. I love it. I love you to have whatever we have. We have it together, that I can tell you. Vâng, đó quý vị thấy đó, đó là cái lối mà đi vận động của ông Trump sau khi là ông hứa ông nói là sẽ thắng 4 năm rồi, đá vào lái ông Joe Biden, cái Sleepy Joe, cái đó là cái gọi là cái style của ông nó như vậy. Mà bây giờ sẽ không được, ít nhất là trong 14 ngày. Thì không biết là trong 14 ngày tới là ngài có cái là đòi thôi cho tôi làm sớm đi, chứ ở trong nhà mà ở trong bệnh viện cuồng chân cuồng tay quá thì mình chưa biết. Nhưng mà về nguyên tắc là phải 14 ngày. Chưa kể là sau đó người ta còn phải khám rồi kia, mà chưa chắc người ta dám cho ông lại gần những người khác nữa. Đó. Mà bây giờ đó thưa quý vị, người ta nhìn trong danh sách những người mà đến gần ông trong những ngày qua, bây giờ tôi có tới 8 người bị vô Covid-19. Ngay cái người mà mới nhất đó là cái ông thượng nghị sĩ ở Tom Tillis của tiểu bang North Carolina cũng bị luôn. Rồi cả cái ông linh mục viện trưởng viện đại học Notre Dame University, mà cái trường đại học mà ngày xưa cái bà chánh án Amy Barrett học đó, hôm rồi đến tòa ốc đó để giới thiệu bà này cũng bị luôn. Đó. Rồi bây giờ tôi phát hiện là bà Amy Barrett đó, cái bà mà được ông đề cử, tôi phát hiện là hồi mùa hè vừa rồi là đã bị rồi. Bị rồi bây giờ khỏi. Bà đã phải nghỉ mấy ngày. Bị rồi bây giờ khỏi, nhưng mà khỏi người ta vẫn sợ là khỏi, nhưng mà đi vào tập trung vậy là có thể vẫn bị. Bởi vì hôm thứ bảy vừa rồi ông dẫn bà ra, đâu có đeo khẩu trang đâu. Ngồi ngoài vườn hồng gần như không ai đeo khẩu trang hết, mà ngồi sát với nhau. Đó. Thì bây giờ thưa quý vị, nó có những cái trở ngại, chẳng hạn trong tòa ốc bây giờ có phải là dọn dẹp, gọi là clean up trong những ngày tới hay không. Rồi máy bay Air Force One có phải clean up hay không được. Ngay cả Marine One thì nhiều chiếc, không sao đâu, 7-8 chiếc thì đó thì không ảnh hưởng. Nhưng mà cái chính nó có hai cái trở ngại đó. Đó. Đối với lại ông Donald Trump. Riêng về phía ông Joe Biden thì bây giờ có vẻ có lợi thế mà chưa chắc có lợi thế. Bởi vì ông Joe Biden mà không khéo đó, mà đi vận động mà chỉ trích ông Trump thì cũng kẹt. Bởi vì giờ ông đang được nhiều người ta thông cảm là bị bệnh, nhá. Người ta gửi lời là thăm hỏi chúc là mau chóng bình phục, mà ông lại tấn công thì nó kỳ quá. Và tôi được biết là hôm thứ Sáu vừa rồi là ông Joe Biden đã rút những cái quảng cáo mà chỉ trích ông Trump ra khỏi trên các cái đài truyền hình, bởi vì ông đang bị ở trong cái thế như vậy, thành ra cũng khó. Nhưng mà nói chung đó là nó ảnh hưởng như thế nào chúng ta chưa biết, nhưng mà ít nhất bây giờ ông Trump đang bị cái bất lợi ở cái chỗ là không đi gặp công chúng được và không đi gây quỹ được. Mà trong vòng 2 tuần đó, mà quý vị biết bây giờ chỉ còn có 1 tháng nữa, tức là 4 tuần nữa tới ngày bầu cử, thì đó là cái chuyện mà Covid-19. Cái điều mà ông Trump từng nói đây là điều bịa đặt do Đảng Dân Chủ đưa ra.
chứ không phải sự thật, và rồi nó sẽ biến đi, vân vân vân. Bây giờ là chính ngài bị như thế, thì đó là cái chuyện mà chúng ta thấy rằng là nó cũng là buồn cười. Nhưng mà tôi thấy hôm thứ sáu vừa rồi cũng rất nhiều người gửi lời gọi là thông cảm và cầu nguyện cho ông và bà Melania Trump sớm bình phục. Họ cũng muốn có cái chuyện đó để nó khỏi có cái chuyện gì gọi là xảy ra. Và xin quý vị đừng rời màn hình SCT, chúng tôi sẽ trả lại chương trình sau ít phút thông tin thương mại. Cảm ơn quý vị đã màn hình của đài truyền hình SCT. Sau đây chúng tôi xin lại chương trình thời sự 247. Tôi đang nói về cái chuyện Tổng thống Donald Trump bị dương tính COVID-19 và nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cuộc vận động tranh cử của ông, và thậm chí là ảnh hưởng cả cuộc vận động tranh cử của ông Joe Biden. Nhiều người tưởng rằng là ông Trump bây giờ như ông ở thất thế, ông Joe Biden có lợi thế, nhưng mà chưa chắc, là bởi vì nó ở cái điểm thời điểm tế nhị. Và chúng ta biết người Mỹ đó, họ không chấp nhận cái chuyện là khi thấy gọi là đối thủ mình như vậy mà mình có thể vận động mạnh mẽ. Và ngay cả ông Joe Biden bây giờ ông cũng sẽ phải cân nhắc cái chuyện là liệu ông có nên gặp trực tiếp cử tri hay không. Bởi vì hôm thứ Tư vừa rồi á, sau cái ngày mà tranh luận đó, thì ông đi gặp cử tri trực tiếp ở tại tiểu bang Pennsylvania. Bởi vì người ta bảo là ông ở trong hoài ông sẽ đánh không lại ông Trump, ông phải cần đi ra. Thế bây giờ đi ra mà ông lên 77 tuổi, trong khi ông Trump là 74 tuổi, mà ông Trump thì ông đi dữ quá mà cái tuổi đó. Tôi nói thật quý vị là nếu mà bị COVID-19 nó nguy hiểm vô cùng, đó là về mặt sức khỏe. Ông Biden là 77 tuổi đó, nhưng mà có cái điểm ông Biden lợi điểm chỗ này nè. Như vậy những gì ông làm trong những ngày qua cho thấy là ông làm đúng, bởi vì ông không đi gặp cử tri. Ông đi đâu cũng đeo khẩu trang, ông ngồi giữ đúng khoảng cách, và ông làm qua truyền hình, bị ông Trump chê bai, ôi ông là, rồi thậm chí fan cứng của ông Trump bảo ông này nấp dưới hầm, ông Trump ngon cơm đi là không cần biết, lọt lệ tiểu bang hả, đi chỗ khác chơi tôi đạp lên luôn đó. Tiểu bang Nevada quý vị nhớ không? Ta cho tối đa có 50 người, tôi làm vài trăm người, vài ngàn người làm gì nhau đó. Rồi chúng ta thấy những cái buổi vận động như ấy, quý vị chiếu coi trên màn hình đó, người ta không giữ khoảng cách. Nên nhớ CDC vẫn nhắc nhở có 3 điều phải làm cho tới khi có vaccine. Khi chưa có vaccine, dù bất kỳ trong trường hợp nào, dù các tiểu bang có mở 100%, vẫn phải có 3 điều: luôn luôn rửa tay ít nhất là 20 giây, hát một bài Happy Birthday đó. Thứ hai là phải đeo khẩu trang. Thứ ba là phải giữ khoảng cách. Đó là 3 cái điều mà CDC hiệu nhắc nhở. Và thậm chí họ nói là đeo khẩu trang còn chưa bằng cái giữ khoảng cách. Giữ khoảng cách còn ngon hơn, nó không lây lan. Nhưng mà ông Trump ông không quan tâm đến chuyện đó. Ông còn bảo cái này là bịa đặt đó. Rồi hôm vừa rồi ở trên tranh luận, ông còn chê ông bóc, ông chọc quê ông Biden. Thấy ông đi đâu cũng đeo khẩu trang, chán thế bà. Tôi là có là móc ra, tôi đeo chỉ khi nào cần thiết thôi, đúng không? Đó, đại khái như vậy. Thì tôi thấy đó là cái chuyện mà nội bộ nước Mỹ. Nào bây giờ đó, cái chuyện ông Trump bị COVID-19 nó ảnh hưởng đến quan hệ với Trung Quốc như thế nào? Một cái nước mà coi như đối thủ của Mỹ. À, chúng ta phải nhìn cái chuyện đó. Rõ ràng có cuộc bầu cử nó ảnh hưởng, phải không? Trong 4 năm tới chính sách của Mỹ với Trung Quốc ra sao, vân 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 vân. Thì thưa quý vị, ngay cái ngày thứ 6 khi mà có cái tin ông Trump dính COVID-19 ở bên Trung Quốc, cái hãng, cái mạng Weibo đó, cái mạng mà lớn nhất, mạng xã hội lớn nhất bên Trung Quốc đó, có tới 1 tỷ lượt người vào truy cập cái chữ Donald Trump và COVID-19, quý vị thấy kinh hoàng không? Điều đó cho thấy là dân Trung Quốc họ quan tâm cái này đến cỡ nào. 1 tỷ lượt người nha quý vị, dân số Trung Quốc là 1.4 tỷ, bây giờ chắc 1.5 tỷ rồi. Nhưng mà tới 1 tỷ lượt người là nhiều lắm rồi. Thì các nhà làm chính sách của Trung Quốc là họ bắt đầu họ để ý và họ nói rằng như thế này: chuyện ông Trump bị COVID-19 có thể là không có lợi cho Trung Quốc. À, tại sao? Bây giờ mình mới họ nghe họ phân tích đây, thấy không? Nghĩa là chúng ta thấy là trong 6 tháng qua, bắt đầu khi mà COVID-19 nó xảy ra, và nước Mỹ bây giờ đã 205.000 người thiệt mạng, 7.5 triệu người bị bệnh. Và ngay từ tháng 3, tháng Giêng, tháng 2 thì còn khen, à, khen Trung Quốc. Bắt đầu tháng 3, ông Trump cũng đổi giọng và bắt đầu tấn công Trung Quốc và vân vân. Thậm chí gọi là China virus luôn, thấy không? Gọi là tấn công ghê lắm, bởi vì người ta nói là ông divert, tức là chuyển cái chuyện mà ông bị cho là thất bại trong trong cái việc mà chặn virus COVID-19 ở Mỹ, thì bây giờ đổ qua cho Trung Quốc. Đó.
và xin ban kỹ thuật cho coi cái phần ông họp báo ông nói tại sao ông nói China virus tấn công ghê lắm, quý vị nghe sau đây. The Chinese virus. There are reports of dozens of incidents of bias against Chinese Americans in this country. Your own aide, Secretary Azar, says he does not use this term. He says ethnicity does not cause the virus. Why do you keep using this? A lot of people say it's racist. It's not racist at all. No, not at all. It comes from China. That's why. Comes from China. I want to be accurate. Yeah, please, John. Please. I have a great. I have great love for all of the people from our country. But as you know, China tried to say at one point, maybe they stopped now, that it was caused by American soldiers. That can't happen. It's not going to happen. Not as long as I'm president. Vâng, thưa quý vị thấy đó, một phóng viên hỏi tại sao cứ gọi là China virus, ông không chờ nói về kỳ thị dân tộc mà tôi không có kỳ thị. Nhưng mà tôi phải gọi chính xác, nó là China virus. Trung Quốc bảo là do lính của chúng ta đưa qua đó tập bậy, và để quý vị để ý trong cái câu nói ông trả lời 4-5 lần nhắc cái chữ China luôn. Đó. Thì bây giờ bên Trung Quốc đó, khi mà ông Trump bị dương tính COVID-19 họ lo lắm. Có thể là tốt và có thể là không tốt. Đó. Nhưng mà rõ ràng là cái chuyện này nó sẽ trở thành cái chuyện mà ông Trump sẽ dùng tiếp tục để tấn công Trung Quốc trong cái chuyện COVID-19. Cái điều tốt đó, cái điều mà có thể tốt cho Trung Quốc đó, đó là cái này cho thấy rằng là ông đã thất bại trong cái chuyện mà ngăn chặn COVID-19. Không? Nhưng cũng có thể là tốt cho ông Trump, bởi vì người dân Mỹ sẽ nhìn thấy là ồ, vì ông làm việc dữ dội quá, ông đi nhiều quá, ông làm việc quá, mà nhiều người ta bảo là ngày ông làm việc tới mười mấy tiếng đồng hồ, có khi người ta thương ông hơn. À, cái đó là cái coi như khi người ta thông cảm trong trầm. À. Nhưng mà có thể có điều không tốt là ông không thể xuất hiện ở các cuộc vận động mà như tôi nói hồi nãy, thấy không? Rồi đó, người ta còn sợ nữa là cái này nó được gọi như là October Surprise. Trước đây tôi có giải thích quý vị, October Surprise là một sự kiện đã xảy ra trong tháng 10 trước ngày bầu cử. Mà cái này nó xảy ra đúng ngày 2 tháng 10. Rồi đúng là October Surprise. Nhưng mà ảnh hưởng nó như thế nào chúng ta còn phải chờ xem. Thấy không? Nhưng mà cái này thì chắc chắn ít nhiều có ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Thế thì bây giờ đó, trong khi mà ông bị như vậy, có thể là ông sẽ đổ tiếp tục cho Trung Quốc. Thấy chưa? Quý vị thấy chưa? Chính Trung Quốc cái là giấu giếm đã, cái là đã đẻ ra cái con virus này, đã đẻ con virus này hoành hành ở Vũ Ván, rồi che giấu này kia, và chúng ta biết rồi, trong quá khứ là ông Trump thậm chí là rút Mỹ ra khỏi cái tổ chức y tế thế giới luôn, và liên tục cứ là chỉ trích Trung Quốc trong cái chuyện COVID-19. Và ngay cả mới đây tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hồi tháng 9 rồi, ông tiếp tục chỉ trích Trung Quốc trong cái chuyện đó nữa. Đó. Thì coi như là ông sẽ dùng cái này làm cái đòn để mà tiếp tục chỉ trích Trung Quốc, để mà kiếm cái lá phiếu của cử tri, những người mà không thích Trung Quốc. À, thì cái điều đó nếu ông tiếp tục làm thì là không có lợi cho Trung Quốc. Trung Quốc sẽ bị, nghĩa là từ giờ tới ngày bầu cử là, nếu mà sau khi mà chàng mà hết bệnh rồi là chàng đó là tiếp tục chàng quánh, thấy không? Thì cái đó là cái người ta đang lo sợ. Và chính cái đó sẽ gây áp lực cho Trung Quốc nữa. Đặc biệt trong cái chuyện là thực hiện cái thỏa hiệp mà ký vào ngày 15 tháng Giêng, mua 200 tỷ đô la hàng hóa của Mỹ. Mà tuần trước tôi có đưa cho quý vị coi, tôi có trình bày quý vị coi là bây giờ Trung Quốc chỉ mua cái 1/3 thôi. Đó, đó là một cái chuyện. Rồi nếu ông Trump ở trong cái tình trạng mà bệnh tật trong những ngày tới mà nặng, nếu mà nặng đó, thì ông lại cũng có thể là chỉ qua Trung Quốc. Và người dân Mỹ có thể họ sẽ nhìn thấy bảo, thấy không? Tổng thống Trump nói lâu nay, ông bảo Trung Quốc ghê lắm, ông tính hại mình này kia. Phần cứng ông Trump là bây giờ ông Trump nói gì ông tin hết á, ông tin ghê lắm, tin hơn kính rồi cái gì rồi. Thành ra là bây giờ ông Trump cái tiếng nói của ông nó có ít nhất là một nửa nước Mỹ nghe. Thành ra cái điều đó là cái điều lại không có lợi cho Trung Quốc. Trung Quốc không thể bịt miệng ông được. Không thể bịt miệng ông được. Đó là nếu mà ông khỏe mạnh và này kia trong những ngày tới là ông sẽ tiếp tục ông làm cái chiều đó. Mà tại sao lại không, đúng không? Bởi vì nếu mà ông làm có lợi cho cuộc vận động của ông thì cứ đổ hết cho xong. Đó. Thành ra là cái điều đó là cái điều mà bây giờ Trung Quốc đang lo ngại. Trong những ngày qua, vì để ý đi, Trung Quốc cũng không có gửi điện gọi là chúc ông mau là bình phục này kia. Chỉ có ông Nga,
ông Anh, rồi mấy ông ăn lê, mấy ông Pháp, ông gì đó, mấy ông đó là khắp nơi, hay là ông Do Thái, mấy ông không, là không thấy ông Trung Quốc, không thấy ông Trung Quốc nói những chuyện này hết. Nghĩa là họ cũng né ra xa, bởi vì nó không biết đâu là ông kia ông bực mình lên thì nó kẹt vô cùng đó. Thành ra cái đó là cái người ta cũng lo sợ. Nhưng mà nói chung người ta bảo rằng như thế này, làm gì thì làm, rõ ràng cái chuyện ông Trump bị Covid-19 nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng cuộc bầu cử. Ở mức độ như thế nào chúng ta chưa biết. Cái thứ hai, nó sẽ ảnh hưởng cái quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Bởi vì lâu nay ông Trump vẫn nói rằng là Trung Quốc chịu trách nhiệm trong cái chuyện này. Mà bây giờ ông tuy không nói ra nhưng mà người ta có thể hiểu ngầm ông là nạn nhân của cái chuyện mà Trung Quốc bao che, bao biện cái vụ Covid-19. Ở đây không cần nói đúng sai. Ông Trump hay lắm. Sự thật đi vô khác chơi. Chúng tôi miễn sao tôi thắng là không cần sự thật. Chúng tôi nói mà có người tin đó là sự thật. Còn cái chuyện mà chúng tôi nói kia nó sự thật nó không quan trọng. Bởi chúng ta để ý có nhiều chuyện ông nói đâu có thật đâu. Tờ báo Washington Post bảo ông nói dối 20.000 lần. Mà vẫn có người ủng hộ ông. Cái đó là cái hay của ông. Thành ra cái đó là cái mà Trung Quốc rất lo sợ. Đó. Mà một cái điểm nữa chúng ta phải để ý nè. Là Trung Quốc vừa kỷ niệm ngày độc lập của họ. Kỷ niệm năm thứ 71, ngày Quốc Khánh là ngày 1 tháng 10. Thì qua đúng cái ngày 2 tháng 10, ông Trump bị dính Covid-19, bị xét nghiệm. Thực ra nó là khoảng cỡ là lúc đó bên Mỹ đó, giờ miền Đông là 1 giờ sáng. Nhưng mà bên miền Tây nó là 10 giờ đêm, tức là nó vẫn còn ngày mùng 1. Là cái ngày mà Trung Quốc kỷ niệm Quốc Khánh lần thứ 71 quý thêm. Nó có những sự trùng lập như thế. Thành ra là cái đó trình bày cho quý vị. Và đó là những tin đáng chú ý trong tuần gửi đến quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình sau.